Trời ơi. Diễn diễn. Cái tay chị bà diễn quá vậy. Trời ơi, bán mấy cái nhà rồi đó. Thôi ghê vậy. Phải cao, phải cao. Lỏng lỏng nè, lỏng lỏng. Hay quá. Đó. Chính xác. Chính xác. Trời ơi, chính xác Quỳnh. Ba tiền. Nó ba cào kìa. Tỳ ý Quỳnh. Chung tiền đi chứ. Thiếu 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 dáng ơi. Cho nợ ngay đó. Bắt đầu nhìn mặt ông thấy quen quen rồi đó, mà chưa nhìn ra biết không biết ai thôi. Ê, đổi bàn khác đi. Đổi nữa hả? Quýnh tiến lên. Tiến lên luôn. Quýnh tiến lên. Được không? Trời, quýnh nghề lắm á. Tin luôn, tin luôn. Chơi luôn nè. Trời, trẻ bài luôn cơ. Rồi hồi đó là bán sóc sóc thôi, là bán 5 cái, còn trẻ này là bán 10 cái mới trẻ được. Cái gì ghê vậy? Ghê lắm. Kinh. Kinh. Tiến lên nha. Hỏi chi bài ghê không, nhanh không? Nó giỡn mà thiết dữ. Hay đó, hay đó. Ừ, hay lắm. Đó, hay quá. Tùy ý Quỳnh. Trời, bài quýnh gì nữa? Tứ đã thông, ba con xì, chó heo. Mình sổ chấp luôn Quỳnh. Vậy đi, cho rồi. Ờ, sổ chấp luôn. Chấp quýnh trước luôn, chấp quýnh trước. Quýnh ba. Quýnh con ba kìa. Mình giết con heo luôn. Giết con heo. Con heo. Heo. Giết con heo. Đó. Xì. Trời ơi, không biết quýnh đại. Tao quýnh heo, quýnh heo. Tao tự nhiên quýnh con xì. Không phải, mà em từ ba tới xì á anh. Đều luôn á. Tùy ý Quỳnh. Quen luôn rồi đó, biết mặt ai luôn rồi đó. Hèn gì nguyên cái chợ đồn là phải rồi, mới đầu nhìn thấy quen quen rồi. Không bị chỗ khác giùm tôi đâu ông ơi. Ông xui bà cố luôn hả? Xui gì mà xui? Tao không xui. Bây giờ tao mày chơi không? Chơi gì? Quánh tôi xì. Quánh tôi xì? Ừ. Ba lần. Ba lần. Rồi. Quánh tù xì. Đó. Quánh tù xì. Đó. Quánh tù xì. Ai xui? Đi chỗ khác đi. Trời ơi, có nguyên cái thớt, cái chợ đồn không tin. Qua bên kia chơi tiếp, qua bên kia chơi điểm, tiếp. Hồi sáng giờ chơi mười mấy điểm mà thua hết mười mấy điểm. Lần này không tin là thua đại nữa. Lẹ thôi, lên. Cũng thua à. Mày cứ chơi đi, tùy ý Quỳnh. Không lẽ tôi xui thiệt dữ vậy trời. Sao cuộc đời sao đẻ ra là xui là sao? Đi ngủ. Kiếm cái máy lạnh ngủ coi. Nghèo nghèo chứ cũng phải chơi sang sang chút. Đây, máy lạnh bự. Ây. Vậy để cho nó chắc ăn, không đụng chạm tới ai hết. Người sao dơ quá không? Đây đi. Ui, vậy cho chắc cú. Mày thấy tao thổi không ra thì mày ra đại đi. Làm tao mất mặt gần chết. Mày có chắc là chỗ này yên tĩnh không? Chắc chắn mà, yên tâm đi. Yên tĩnh lắm. Tốt. Ừ. Tịch. Ừ? Tụi mình là những tên cướp khét tiếng đang bị truy nã. Vì vậy, hành động của tụi mình không thể cho để bất cứ ai biết được. Hiểu chưa? Tụi mình là những băng cướp khét tiếng. Khi nào bị phát hiện ra, chúng ta sẽ giết người giết khẩu. Đúng. Không thể nào cho người ta biết được mình đang ở đâu. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Làm xong thí dụ này, chúng ta tìm một nơi thật là thanh tao. Ở đó, để mà sống cuộc đời sung sướng còn lại.
Quyết định vậy chưa? Quyết định gì đi. Mày làm cái gì vậy? Cái bàn đi đâu? Nó bên kia kìa. Qua bên đó. Cho nên chuyến đi này mình phải là hết sức cẩn thận, không để lộ ra tung tích gì cả. Đúng rồi. Ừ. Vì đây là phi vụ cuối cùng. Ừ. Cho nên phải cẩn thận. Đúng. Đồ chơi mà đem theo có đủ chưa? Tao đã mang đầy đủ hết rồi. Lấy qua đây. Đây. Nhìn đi. Ta thử hết tất cả, mọi thứ đều là an toàn hết. Kiểm hàng lại coi. Đây. Cái búa tạ. Ừ. Cái này đập đầu bò chết chứ đừng nói. Là cái đồ lông đao. Đây. Còn. Là cái búa. Ngổ đầu tụi nó. Và đây nữa. Cái gì? Hả? Ủa, sao tiện có phi tiêu trong vỏ vậy? Mày giỡn mặt cái tao hả? Thời bây giờ mà mày còn dùng phi tiêu à? Tại sao mày không bao giờ làm những điều tôi dặn vậy? Hả? Tao đâu có dùng phi tiêu đâu. Tao đã nói rồi, tao không có nào dùng phi tiêu. Mày bỏ vô mày làm hại tao đúng không? Tao hại mày làm cái gì? Rõ ràng tao không bỏ phi tiêu. Tại giờ tại sao có phi tiêu? Mày chính là mày hại tao. Mày hại tao. Mày làm cái gì như vậy? Cái bàn đây đâu? Mệt mày quá. Chờ chút. Mau qua đây. Bực bội. Nhanh lên. Mày đâu rồi? Cái gì? Tới chưa? Tao đứng ở bên đây nè. Sao? Nghe tao hỏi. Nói. Tại sao mới lần bàn giết là mày đồi cái bàn là sao? Mày khờ quá. Đã nói là bàn chuyện thì nói chuyện phải có cái bàn chuyện được chứ. Hiểu chưa? Vì tao nói rồi, tất cả mọi thứ để êm xuôi rồi. Nhưng vì cái một thứ mà tao chưa thử, bây giờ không biết nó sử dụng như thế nào. Lấy ra coi. Đây. Cái gì vậy? Là trái lựu đạn. Mày kiểm tra chưa? Chưa dám kiểm tra. Mày nhát quá. Sao vậy? Rất dễ. Cái này mày chỉ bóp vô. Ừ. Thò cái tay, nắm cái nhẫn. Ê, bậy, 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 bậy. Chết cả mày á. Đừng chơi ngu chết cả mày đó. Ủa sao vậy? Thôi ấy vậy đi nha, tao ngủ á. Ê, ê. Thì ra tao đi. Mày, hồi nãy giờ hèn gì cái bàn nó chạy tùm lum. Mày đi nha. Tao nghi nghi. Chui ra. Đứng lại. Đứng đó. Hả? Hèn gì tao nghi nghi. Tao đập tao té từ nãy giờ mấy lần là do mày làm hết đúng không? Vì mày mà tao té tao đau cả cái cùi chỏ nè. Nè. Mày nói đi. Hồi nãy giờ mày có nghe cái gì không? Hả? Không, không có nghe gì hết. Mày biết cái gì rồi tụi tao không? Có biết làm phi vụ cuối cùng thôi. Hả? Cái gì? Vậy mà nói dám nói là không nghe gì hết hả? Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Mày phải chết. Giết người, giết khẩu. Tôi... Dạ. Đừng mà tôi lại mấy anh. Hay quá. Công an tới rồi. Mày... Cướp nè. Cướp. Ủa? Mấy chú làm gì mà mặt xanh lè vậy? À, chơi đùa vu vơ. Ủa, lực lượng con chỉ có vậy thôi hả? Dạ, con đi chơi mà. Ồ, vớ vẩn vậy. Thôi đi đi, đi chơi đi. Đi đi con. Có dây thôi mà cũng sợ. Mày làm như vậy không sợ, mày bỏ cái búa xuống. Đứng lại. Đứng lại. Chạy đâu. Phi đau cho mày nha. Nha. Hả? Tưởng là mày thoát tao. Đừng có đụng em. Xui lắm đó. Xui cái gì? Mày đừng có hù cho mày. Đã nó nói rồi, không cần nói gì nữa hết. Mày nhất định hôm nay là ngày khai tử của mày. Hãy chờ những cuộc chết êm ái nhất. Wow. Yeah. Dừng lại rồi. Hay quá, cảm ơn thằng nhỏ. Bảo các bạn rồi. Con nhỏ nó kêu tụi thấy mày tới hả? Hình sự, hình sự. Coi đây, coi đây. Mày chết, cho tụi bay chết.
Chết chắc. Mặt nó căng quá. Mấy cái này của thằng nào? Phải của mày không? Không phải của em. Của mày. Của mày. Phải không? Không. Giấu cái gì sau lưng? Có gì đâu. Giấu gì sau lưng? Bỏ ra. Trời ơi. Còn mày giấu cái gì sau lưng? Đâu có gì đâu anh. Bỏ ra hết. Bỏ ra. Cái này nặng lắm. Để ra. Tao hỏi lại một lần cuối cùng. Tất cả số này là của thằng nào? Phải của mày không? Không phải của em. Của mày. Không hề. Của mày. Không phải. Chắc chắn không phải của ba thằng mày đúng không? Dạ đúng. À, đúng rồi. Đúng. Chắc chắn 100%. Dạ. Được. Hồi sáng tới bây giờ lụm được con mớ về chai. Trời ơi, hồi nãy nó vô rồi tao nghĩ nó nhân viên cao cấp đó. Bây giờ tao mới biết nó là nhân viên cấp cao. Cao gì? Về chai. Tao nói không nghe hả mày? Lấy lại vũ khí. Mày giật ý. Trời, lựu đạn nè. Dạ. Cậu cái lựu đạn giả mà làm giống thiệt ghê vậy ta. Ý anh ơi. Mày rút nhíp ra chắc nổ dữ lắm á. À, được rồi. Ê. Nổ đã lắm rồi. Được rồi. Bậy. Giỡn thôi. Trời ơi, đồ giả làm đã ghê á. Đồ giả làm giống thiệt ghê luôn trời. Đồ giả mà để cái nhíp đàn chi. Tào lao không à. Anh ấy. Ông ơi. Anh ấy. Anh ơi, đừng. Anh ấy. Trời ơi. Trời đất ơi. Cái quần mà nó banh vậy không biết bộ đồ lòng nó sao? Chắc tan nát hết rồi. Chắc sau mấy ký chắc còn mấy ký. Ghê quá. Đứng lại. Cũng tại mày. Không có mày xuất hiện bao nhiêu là coi như là tụi tao đã thành công rồi. Hả? Này. Công trình coi như là tụi tao bao nhiêu là vô rồi, là vũ khí rồi. Trôn giấu bao nhiêu năm. Bây giờ mày đem gì mày mà nó lấy hết trơn là sao? Hả? Nhưng mà em đâu có muốn cái gì đâu. Không muốn gì. Mày im đi. Bây giờ mày chỉ có hai con đường lựa chọn. Một là mày theo tụi tao, hai là mày chết. Mày chọn con đường nào? Chọn con đường nào? Chọn con đường nào? Sao? Theo hai anh. Đừng có đụng em xui lắm. Xui xẻo gì? Mình bây giờ là đồng hội đồng thuyền rồi. Biết tại sao tao muốn mày gia nhập tụi tao? Bởi vì ở đây á, tụi tao còn lạ nước lạ cái. Hiểu chưa? Mày ở đây lâu rồi đúng không? Mày cho tụi tao biết coi, ở khu vực này cái nhà nào là nhà đặc biệt, nhà nào ngon nhất? Nói tao nghe. Nhà đặc biệt hả? Đặc biệt. Nhà bà Sáu. Nhà bà Sáu hả? Đặc biệt luôn. Có gì đặc biệt? Xó đó giảm nghèo. Cái gì? Đó, năm đó cái diện đặc biệt đó, cho nên mới được xây cái nhà tình nghĩa đó. Mày điên hả? Cái nhà xó giảm nghèo là có gì đó mà ngon? Ủa đâu biết thì anh hỏi nhà đặc biệt, thì trong xóm em có cái đặc biệt nhất là vậy. Ý tao nói là cần cái nhà nào mà nhiều tiền một chút. Đúng tiền rồi. Nhiều hiểu chứ? À nhiều tiền hả? Ừ. Nhà bà Mười. Ngày có gì vô tư? Ngày nào hai vợ chồng cũng gánh cả gánh tiền. Được gánh đó. Cả gánh tiền. Ừ. Tốt đó. Gánh tiền ra đâu? Ra đâu? Ra chợ bán. Cái gì? Bán cái gì? Bán vàng mã mà. Mày giỡn mày cái đó thôi. Thì cái đó cũng kêu tiền. Từ nãy giờ tao bực mày từ nãy giờ rồi nha. Mày không có đụng hộn thì tao là tao giết mày từ nãy giờ đó. Ý tao nói là cái nhà mà giảng như là giàu có vàng, bạc, kim cương, hồng xoàng đá quý hiểu không? Có. Ai? Nhà bà Kim. Bà Kim hả? Bà giàu tét nách luôn. Tao nghe đồn lâu rồi. Bà Kim đại gia đúng không? Đúng rồi. Đất là cò bay thẳng cánh đúng, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Được đó. Nhà bà ở đâu? Dẫn tao tới đi. Nhưng mà không được đâu. Sao không được? Khó vô nhà nó lắm. Tại sao khó vô nhà? Nhà đó hả? Nuôi mấy con chó ghê lắm. Ơi, chó gì mà ghê? Chó bẹt rê à? Không, bẹt rê bình thường. Alaska. Tào lao. Chứ chó gì? Chó Phóc Nhật. Chó Phóc. Trời ơi, tào lao. Nhưng mà cho đi học, người ta có tiền người ta cho đi học. Học cái gì? Rồi nó học hay nó cắn ghê lắm nha. Nó không phải nó cắn chỗ bình thường đâu, nó cắn một cái hả là cả gia đình tiệt nọc. Cắn. Không có người nấu dở trong đường.
cắn chỗ nào vậy mày? Cắn cái chỗ mà cả gia đình tiệt nồng. Sao tao nghe sao tao lạnh lạnh nhót nhót rồi thấy không? Em nói rồi, nó cắn ghê lắm. Bây giờ dậy đi, có cách nào vô an toàn không? Được không? Vô an toàn. Bây giờ dậy đi, nếu sao? Nghe lời tôi thì để tôi điều khiển. Được, nghe lời mày đó. Sao? Bây giờ dậy. Ừ. Từ đây đi thẳng tới nhà bà Kim. Ừ. Tới cái ngã ba. Tới ngã ba. Anh quẹo tay trái. Ừ. Thằng này quẹo tay phải. Rồi rồi. Tôi đi về, vậy thôi nha. Ê! Quay, mày giỡn mặt tao lại. Tao mới an toàn chứ nhà người ta ghê lắm đó bọn. Có cái mày chỉ cách nào vô đột nhập nhà người ta an toàn mà cái mày chỉ đi về nhà an toàn là sao? Bây giờ tôi đâu có biết làm sao đột nhập vô an toàn. Nếu muốn thì cứ đi qua bển đi rồi mình nghiên cứu. Được, bây giờ bàn ở đây cũng thành vô dụng thôi. Cái quan trọng là tới đó tùy cơ không biết nha. Đúng rồi. Đi. Nè, nhớ nè. Sao? Tới đó tao phải bịt mặt lại nhau để che giấu thân phận. Đúng để rồi. Biết rồi. Đi. Nhớ nha. Đừng có đụng em, xui lắm. Trời ơi, đụng em xui. Em nói mà xui mà. Tao không tin. Bây giờ chạy sao? Đang ăn tinh niên á, bà đừng ăn bên đó đó. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Casino Cosina của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi chủ sòng bạc Đại Giang Trà, tên thường gọi Đại Trà. Mọi người vẫn thường hay đặt cho tôi nickname là Mr. T. Và ngày hôm nay tôi sẽ chủ trì trận tranh hùng sóng gió hồng nhan bạc phận nảy lửa giữa hai đại gia khét tiếng và tai tiếng. Giữa khét tiếng và tai tiếng, ai sẽ nổi tiếng hơn ai? Để không làm mất thời gian của vị thêm nữa, chúng tôi xin mời sự xuất hiện của hai đại gia. Nè 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 nè, gì đây hả? Vừa mới ra cái đánh ta liền à? Định vô cơm hả? Anh vô cơm bằng tôi không? Hả? Nè. Cô gái, tôi vuốt tóc, tôi đánh khi nào? Rồi làm sao, làm sao, làm sao chồng tôi té? Chẳng qua chồng của cô mập quá đi. Có không anh? Có. Hơi quê đó, hơi quê đó. Xin lỗi người ta đi. Không xin lỗi. Anh là ai? Tôi là tôi. Tôi không muốn bất công với anh. Anh muốn tôi sống sao? Sao anh nỡ đành quên? Quên anh trong thực tình. Đau để trưởng thành. Thành công là con của thất bại. Là sao? Là thành công là con có thất bại. Là sao? Là sao? Là thất bại là mẹ của thành công. Thì thành công là con có thất bại đúng không? Ê chị Trắng nha. Thất bại là mẹ, thành công là cái này ai cũng biết đúng không? Đúng. Còn thành công là con có thất bại, ai chứng minh? Ủa chứ sao biết không phải là con có thất bại? Ủa sao biết anh? Trời ơi, vô lý, vô lý. Cãi tao mày vô lý quá trời. Ừ. Á anh. Tại trời. Sao không phải là con có thất bại? Thôi đi. Các người tới đây là để tranh hùng bài bạc hay tới đây để tranh luận văn thơ, hát nối đuôi bài hát với nhau? Thôi, để không làm mất thời gian của hai đại gia và góp phần mâu thuẫn thêm cho hai bên nữa, xin mời hai đại gia về vị trí của mình. Mời, 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 mời. Vâng, xin kính thưa quý vị, hai đại gia đã có mặt tại Casino Cosina. Vâng, xin mời hai đại gia tự giới thiệu về nhân thân lý lịch của chính mình. Cả thiên hạ này ai cũng biết, liều mạng, khét tiếng, vô cùng lý trí, đó là những mỹ từ mà người đời luôn ca ngợi đại gia của chúng tôi. Xin trân trọng giới thiệu đại gia Châu Nhuận Phan. Phát má ơi, đúng cái tên người ta là Phát. Nhưng mà ảnh tên Phạt. Sao con nhỏ này kỳ ghê, người ta tên Phát mà bắt người ta tên Phạt. Ủa là gì mà chợ búa như vậy, người ta tên Phạt đó, tên Phạt thôi. Trời ơi, người ta tên Phát, mày mới vô lý. Tao tên Phạt. Tao tên Phạt, nha, tên Phạt là tao, mày rảnh quá, mày cãi tên tao làm cái gì? Trời ơi, người ta tên Phạt, cái con bé này ồn quá à. Phạt úp mặt vô tường. Phạt là thằng nào? Phạt là cái thằng bên kia, còn Phạt là ảnh, là sát Phạt, có hiểu không bà? À, không em à? Sai luôn á. Phạt là tại hồi nhỏ cúp học đi đánh bài nhiều quá, thua, bị ông già. Trời ơi, tính ra cái tên anh ý nghĩa dễ sợ luôn anh Phạt. Bởi vậy? Dân, đại gia Châu Nhuận Phạt đã vừa giới thiệu lai lịch của chính mình. Xin mời đại gia áo trắng B
mình đi. Hèn hạ, mang tiếng, ngu si và đặc biệt là bạn. Bạn đang khen hay đang chê vậy? Khen. Thiệt không? Thế. Tiếp đi em. Đó là những mỹ từ mà người đời thường dùng để nhắc tới tên đại gia của chúng tôi. Đại gia Sang Tận Mũi. Sang Tận Mũi. Sang Tận Mũi. Sang Tận Mũi. Xin cho hỏi Sang Tận Mũi ở đây có phải là người Hồng Kông hay không? Không, tôi không phải là người Hồng Kông. Tôi đến từ Hồng Bàng 3 tháng 2. Là nhà ở ngoài đó luôn hả? Đúng vậy, mặt tiền. Vậy ý nghĩa của cái tên Sang Tận Mũi là gì vậy? Sang Tận Mũi có nghĩa là xuôi tận mạng. Vậy? Sao vậy? Mày xuôi chết mẹ. Ê, đừng coi thường tôi nha. Cái đó là nickname thôi chứ tên tôi là Sang Tận Mũi, không phải xuôi tận mạng. Nhưng mà có xuôi tận mạng không? Không có xuôi tận mạng đâu. Không xuôi đúng không? Tin thì ở lại đánh đi mới biết nè. Có lay không? Có lay không? Không lay, không lay, không lay. Ok, chờ được. Hứa hứa luôn nha. Đánh bài thôi, đừng nói lái cái tên người ta lại là okay. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đúng như vậy. Được rồi, bây giờ mời cả hai về chỗ ngồi của chính mình. Ủa? Nghỉ, 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 nghỉ. Gì vậy? Không những nó xui mà nó còn coi thường tôi nữa kìa. Ủa sao coi thường? Trời, tôi coi thường gì anh nói cho đàng hoàng nha. Nè. Gì? Muốn đấu tay đôi, muốn chơi thì mình nhìn thẳng mặt nhau mà chơi. Thì tôi đang nhìn thẳng mặt anh nè. Ngồi mất cái đầu luôn vậy. Mà hội cha nó sắm cho cái ghế. Tôi dặn rồi, bắt cái thang theo đi. Bây giờ anh muốn làm sao? Làm sao ngang tầm mắt với tôi chơi được. Được. Lên anh, lên anh. Chứ gì? Đã ngang tầm mắt của anh chưa đã? Ê, cái tầm mắt của tôi ngang với là tầm ngực của anh rồi đó. Ê, tầm mắt của tôi ngang cái tầm ngực của vợ anh rồi đó. Ê. Anh chấp nhận thì tôi ngồi tôi chơi thôi hả? Đừng quan tâm tới người con gái ấy của tôi được không? À, vậy thì bây giờ anh muốn làm sao? Ngồi như vậy thì phải tỉa thôi. Bây giờ anh muốn làm sao nè? Hèn hạ đi. Anh phải nói tôi vinh quang đi tôi mới xuống. Hèn hạ đi. Thôi xuống đi, lâu lắm quá. Chơi đi ạ. Và bây giờ khi hai đại gia đã thống nhất được ý kiến chỗ ngồi, Casino Cosina của chúng tôi xin mời Thần Đồng chia bài bé sang. Wow. Wow. Đang rút từng lá bài một. Bé Sang xả xuống wow. sàn nhà, làm mệt mỏi cô lao công, phóng vô các đại gia, sắp mù mắt. Bé Sang, lại là bé Sang, lại là bé Sang. Thôi! Sang ơi Sang, chú kêu con ra đây chia bài chứ không phải kêu con ra đây xả rác nha con trai. Đi vòng vô đây. Em nè, nhiều lúc mình làm công việc của mình là tốt rồi, đừng nên biểu diễn quá nha. Xả quá nè. Mấy đứa em đâu? Dạ. Bảo vệ môi trường, lụm rác vô nè. Đúng vậy. Lụm vô mấy anh, nhanh lên, nhanh lên. Hãy lụm tất cả những lá bài này cất lại, không ấy lát hẳn sẽ có người đổi bài. Đúng. Và bộ bài này không còn 52 lá nữa, vì vậy chúng ta nên vứt đi. Trời ơi. Và bây giờ, bé Sang sẽ đem ra một bộ bài mới để cho quý vị cùng chơi với nhau. Mời chia bài. Khoan, tôi muốn xào bài. Mời xào. Coi nè, coi chồng tôi nè. Trời. Ghê không, ghê không? Wow. Vô chơi, vô chơi, đặt vô. Ê, chồng tài, viết tôi đi. Sao, tôi sao? Không muốn chơi những thành phần như vậy. Tại sao? Tôi cảm giác là không cùng. Ê, đừng có chửi hoài nha. Giỡn xíu rồi làm dữ vậy, xào đi. Thật sự là không cùng đẳng cấp. Đây là Casino Cosina chứ không phải là đánh bài gian đường tụm 5 tụm 3 với mấy đứa con nít trong xóm. Mời đại gia ngồi tại chỗ yên vị để Thần Đồng chia bài. Mời phát bài. Sao bài rất kỹ lưỡng. Phát cho bên đây. Bên đây. Bên đây. Lại bên đây. Úp một lá. Úp một lá. Mời cả hai bên cùng xem bài. Đã xem xong. Ê. Chưa xem. Ủa sao chưa xem? Chưa lấy tới. Trời ơi, lấy đi. Lạnh quá.
Trước khi xem bài, tôi muốn đặt. Để em. Anh muốn đặt phải để em. Tại vì sao? Anh rất là sang trọng, rộng lượng, một vị đại gia không có gì ngoài tiền. Thì tất nhiên ván này phải chơi lớn. Anh chơi sạch cho em. Bây giờ chúng tôi tố 100 đô. 100 ngàn đô. 100 ngàn đô. Chơi không? Chơi không? Nào rung vậy? Nào rung? Tôi đánh quá vậy cha. Chơi không? Không chơi anh. Trời ơi, sao không chơi được? Tới đây là phải chơi. Xuống xác cho em, mình có tiền mà mình sợ gì? Không không không, về đi. 100 ngàn đô thì không chơi vậy. Trời ơi, khủng quá. Ê, bé mập, bé mập. Hơi hèn nữa nha cưng. Hèn hả? Hèn hả? Anh nói cái gì nói lại tiếng nữa coi. Hèn hả? Hèn hả? Không, tôi không phải là người hèn hả. Anh tố 100 ngàn đô chứ gì? Tôi thêm 100 ngàn đô, tố thêm 0 đô. Vâng, vẫn hèn. Cuối cùng, sau lời nói rất hèn, đại gia sang tận mũi, tố như không tố, chơi như không chơi, đã tố thêm 0 đồng và theo 100 ngàn đô, đại gia phạt. Mời xem bài. Trời ơi, làm gì cười? Bài sao làm gì vui vậy? Đây, biểu diễn cho coi luôn. Chính nút. Chính nút. Mời đại gia muội xem bài. Xem cái gì nữa? Chính nút là thua rồi. Đã nói không có thể rồi, thấy chưa? Trời ơi là trời. Làm gì mà sồn sồn như vậy trời? Thua rồi mà không sồn sồn sao được? Trời ơi là trời. Lượt bài lên sao biết thua? Thua chắc rồi, người ta chính nút rồi. Ra đi để tôi nè. Đó, bồi làm già ba tay. Bồi làm già ba tay. Ba tay thì làm gì có chuyện mà thắng chính nút. Trời ơi là trời ơi. Vậy? Ê ê ê. Mập. Sao? Bạn á, bạn ba tay. Bạn đang thắng mình á. Đúng rồi. Từ trước giờ ba tay là thắng chính nút mà đại gia muội. Ủa phải không? Đúng. Lại là mình thắng hả? Là thắng. Mình thắng rồi em ơi. Hai chồng nên. Mr. T, tuyên bố đi, tuyên bố đi. Và xin chúc mừng đại gia muội đã thắng được 100 ngàn. Sáng thần mới, sáng thần mới. Dán bài tiếp theo. Mời sao bài. Mặt hơi láo nha. Mời phát bài. Mời hai đại gia xem bài. Khoan, trước khi xem bài phải biết chúng tôi đánh như thế nào đó. Dán này tôi muốn tố hết. Anh chưa xem mà. Dán này anh hên lắm, yên tâm đi. Anh đánh đâu là thắng đó. Anh phải dứt một phát cho thằng mập này nó gãy mới được. Trời, đủ bản lãnh để chơi với tôi không? Anh tố hết đúng không? Anh tố hết đúng không? Đúng. Anh sao? Hỏi tôi đi, tôi có theo hay không? Hỏi đi. Đại gia sang tận mũi, theo không? Tất nhiên là không theo. Vậy 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 gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Vậy? Trời ơi, tôi hết tiền đâu mà chơi. Trời ơi, mình giàu quá mà anh. Chơi chơi rồi thua là sao? Không hề, không hề, đừng lo chuyện đó. Vợ chồng mình đang đi lên, đang có cái đà phát triển mà. Chơi tới cho em. Đó. Em bấm quẻ rồi, vợ chồng mình bên này hên dữ lắm. Chơi khôn máu cho em. Không được, không chơi gì thua là máu là xài luôn á. Lại hèn. Đó. Ai? Ai nói tôi hèn? Anh nói tôi hèn đúng không? Không. Chứ ai nói? À, ôi, một lần nữa là sỉ nhục tôi. Tôi ghét nhất ai nói tôi hèn. Được, Honey, anh tin em. Anh sẽ chơi khô máu. Được. Theo. Trời ơi. Theo. So hand. So hand. Theo. So the hand. 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 Cũng bản lãnh đó, chơi được. Ơi. Vâng, kính thưa quý vị, đây là bài của Sang Tận Muội, còn đây là bài của Châu Nhuận Phạt. Cả hai hãy lần lượt mở bài của mình ra xem đi. Mời anh. Coi trước luôn anh, sợ gì? Coi trước hả? Ừ, mình hên quá mà. Trời ơi, đang lên anh sẽ phải là người hối hận vì đã cược hết tất cả. Bài của tôi đây. Một nút tay. Trời ơi, tôi nói rồi thấy chưa? Đừng có cược bây giờ, một nút
nên đừng có chơi, đi về đi. Ủa, tính ra nãy em là kêu anh chơi khô máu đó. Có không? Em với ai? Em xin lỗi, em yêu anh. Yêu anh cái gì mà yêu anh, bây giờ thua rồi nè. Nè nè, đại gia sang tận mũi à? Nếu tôi mà là chồng con này, tôi đấm vô lòng ngực nó nãy giờ 42 cái. Tôi nghĩ hai nhịp đấm là 24 cái. Vợ quá lọt lọng, quá dễ sợ. Chiều nay cái bao cát hạ này sẽ thay em rồi đó. Thôi được rồi, mình quên chuyện đánh nhau đi. Đại gia sang tận mũi đã một nút, mời bên kia xem bài. Không hổ danh là sang tận mũi, đúng là xui tận mạng. Gặp đúng anh phạt của tôi thì làm sao mà thắng được. Trời đất ơi, một nút bà nghĩ sao vậy? Bên đây lật bài chơi cũng thắng đó, thấy chưa? Anh ơi, 10 nút thắng rồi nè. Đó, thấy chưa? 10 nút. 10 nút chưa? 10 nút thắng một nút rồi, trời ơi. 10 nút. Bé ơi. Hả? Bé ơi, cái mình đi học đó, cái mình có điểm 10 là mình nhất lớp đúng không? À? Nhưng mà mình đi quánh bài cào mà mình 10 là mình trào má họng đó bé. Anh ơi, anh giải thích cho bà vợ anh, bà hiểu đi anh ơi. Tôi giải thích 8 tháng nay là chưa được luôn. Ngu vẫn ngu. Trời ơi. Thôi đừng có nói tiếng nào nữa, đi về em ơi, nhục nhã quá. Mười nút người ta hơn mình một nút kìa, đi về. Cái đi. Gì vậy? Sang tận mũi. Mười nút hơn một nút hơn tôi rồi thắng. Một nút trong bài cào là thắng 10 nút. Mười nút là bu. Hai đứa này ở chung nhà hả? Thôi nha. Ủa cái gì vậy? Gái vô trong mặt á. Ủa quay lại, nói vậy là gián này sao? Một nút thắng bù, tất cả số tiền này sẽ thuộc về đại gia sang tận mũi. Thầy quá chắc luôn. Coi kìa, liêu liêu, cái mặt xanh chành như đít nhái rồi. Trời ơi, cái gì? Nè, bài đặt ha, hổ danh là thần bài đâu ha, bất bại đâu ha, bây giờ nó bại trong tay của tôi rồi. Về nhà học lại cách đánh bài đi, đồ trẻ trâu, về tới mấy đứa. Gớm tiền. Đứng lại. Hai con người kia, thắng rồi định bỏ chạy hả? Chơi cái gì thì cũng phải đàng hoàng chứ. Ít ra thì cũng phải cho 20.000 ăn xôi chứ trời. Ê, ai mượn vậy hả? Đói. Trời ơi. Thấy hết tiền rồi, tiền đâu ăn vậy? Em đói hả? Ừ. Không tin, không thể nào hèn hơn được nữa. Anh đừng có la con vợ ngu của anh. Thật ra là cô ấy chỉ lo cho anh thôi. Nhưng mà bé à, 20.000 em ăn xôi, không có đủ tiền uống nước đâu. Em. Dạ. Chơi bên đó 25.000 á, ăn xôi với lại uống ly trà đá nha cưng. Tôi không cần. Làm gì cắn, chịu thôi. Nè, anh thắng tôi 2 gián đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh ăn hết tất cả số tiền của tôi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ muốn về hả? Đâu có dễ. Chơi như vậy là hèn lắm. Tôi biết mà. Ít ra phải cho người ta gỡ chung giá xuống ra chứ. Không phải, nhưng mà tôi đang nghĩ anh luôn á. Trời ơi! Tôi một gián nữa. Ủa đây giờ anh đang nghĩ tôi hả? Đúng rồi. Anh đang nghĩ tôi á. Tôi một gián nữa. Đang nghĩ mình là nạt như mặt người ta xấu xả. Làm hết hồn. Được. Anh đã đang nghĩ á, thì tôi để tình người vẫn có. Nhưng anh thua hết rồi, lấy gì anh cửa với tôi mà đòi chơi? Đúng. Đúng vậy, còn gì đâu mà chơi. Anh còn cái gì? Tôi còn. Còn cái gì? Tôi cược tổng giá trị tài sản của tôi. Giá trị tài sản của tôi bao gồm 3 căn biệt thự, 14 căn nhà mặt tiền, 100 căn hộ cho thuê, 8 cái công viên và 23 cái cầu vượt. Quay đã. Gì vậy? Công viên với lại cầu vượt là của nhà nước mà, anh liệt kê làm gì? Có nói đó, mới nói luôn. Không, vậy nè. Là 23 cái cầu trượt. Đúng rồi. Anh là tâm thiện xây công viên với tôi xin tuyên bố tất cả những cái cầu trượt ở trong khu này toàn là của tôi xây hết. Đó. Tôi dành cho trẻ em chơi. Mọi vậy? Người thấy sao? Cái tinh thần đồng loại của tôi kinh khủng không? Hay quá, hay quá anh ơi. Anh nhân dân với bác ái dễ sợ. Quá giỏi, quá giỏi. Mà nghe nè, cái con số tổng ước tính tất cả tài sản mà chúng tôi cược đó là... Hơn 100 triệu đô. 100 triệu đô. Đại gia sang tận mũi chơi không? Trời ơi, biết tính mình hay đụng, đừng có đụng ổng để ổng rung hoài vậy trời. Anh trọng tài à, nói với tôi đi. Nói đi. Trời. gì vậy? Tôi không có rung. Ai rung? Tôi rung. Trời ơi. Trời ơi, trẻ gì mà rung dữ vậy? Sao
Nghe số tài sản của tôi sợ quá rồi đúng sợ, không? Sợ chứ trời ơi. Trời chứ một trăm triệu đô chứ đâu phải là ít đâu mà có thiệt không? Xác thực cho tôi với. Tôi xác thực số tài sản đó là có thật. Trời. Sao không biết? Ngày xưa má tôi từng làm lao công trong các tòa nhà của bà này. Nghe không? Đúng vậy. Giờ ở đâu rồi? Chết rồi. Tại sao? Lao cầu thang, té cầu trượt. Trời ơi, nghiệp. Phạt à, anh rất là nghiệp. Ê, tôi không bao giờ nghiệp. Tại vì trong cái buổi đám tang đó, tôi có đi phúng điếu đàng hoàng. Một căn nhà mặt tiền. Có 200 ngàn mà. Bữa là anh kêu em là bỏ đầy 50 trăm gì đi. Mà tại vì không cần là phải thẳng ra, phải vạch ra nơi. Tôi tức bữa giờ nè, bữa đó tôi đếm tiền phúng điếu 2 tờ 50, 4 tờ 20 với lại 10 tờ 2000 mà có 1 tờ bị rách góc. Trời ơi rất là cay luôn nha. Chết tôi luôn rồi. Thôi bây giờ nè, đang mẫu là do em đang làm chuyện lớn, mình không có cãi nhau vụ tiền phúng điếu nữa. Cái chuyện phúng điếu bỏ qua, cái đó là lỗi lầm năm xưa. Mình dẹp. Đúng rồi, đẳng cấp là ở đây nè. Đẳng cấp là ở đây. Bây giờ đại gia Châu nhận phạt cược 100 triệu đô, đại gia sang tận mũi có theo được không? 100 triệu đô của anh tưởng lớn hả? Đương nhiên tôi không theo. Cái gì vậy? Không có tiền nào theo. Trời ơi, thì cứ theo đại đi, vợ chồng mình đang hên mà sợ gì? Đi hả, 100 triệu đô chứ không phải 100 ngàn đâu nha. Trời ơi, chơi đi, nghe lời em chơi đi, đừng sợ. Không có đủ tiền đâu, tôi đi về đi, khổ lắm. Về. Sao? Chuyện gia đình giải quyết xong chưa? Sao, thật ra... Đại gia mập cuối cùng... Ê! Chơi không? Mới kiểu gì? Đại gia mập. Mập hả? Tôi ghét ai sỉ nhục tôi lắm. Được, tôi sẽ chơi. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không có đủ tiền. Không đủ tiền làm sao tôi cưỡng với anh được? Đây. Tôi không cần phải tiền. Tôi biết chắc là số tài sản của anh không thể nào bằng tôi được. Ủa vậy tại sao anh thách thức tôi? Tôi cần là cần cái sĩ diện. Là sao? Tôi thua anh 2 gián rồi đúng không? Đúng. Sĩ diện tôi mất. Giang hồ nhìn vô đồn tôi thần bài này quýnh thua anh. Đúng rồi mà. Bây giờ tôi không cần số tiền đó. Tôi chỉ cần nếu gián thứ ba này anh thua tôi, anh phải live stream cho tất cả mọi người biết anh bò qua đây và nói một lời xin lỗi tôi. Vô duyên không? Tự nhiên cái chơi thua cái bắt ta xin lỗi. Trời ơi, cờ bạc mà. Trời ơi, xui mày rủi chứ, phải không? Cái con kia tao để ý mày nãy giờ nha. Mày sớm sát nha. Tao cũng để ý không? Mày lúc bây giờ mày giang hổ ai. Thôi đi, thôi đi. Đang trong lúc kịch tính, lúc nào phụ nữ cũng cãi nhau. Hãy đứng yên đó cho những người đàn ông giải quyết. Sang tận muội, anh nghĩ sao? Nếu như mình thắng, mình sẽ có trong tay 100 tỷ đồng. Lúc đó mọi người sẽ tung hô mình là đại gia tiền tỷ. Muốn gì là có đó. Nhưng nếu như mình thua, tất cả số tiền nãy giờ mình thắng sẽ phải trả lại cho đại gia phạt. Đã vậy mình bắt đầu phải quỳ gối xuống, chui qua háng để xin lỗi anh ấy. Trời ơi, nhục nhã quá. Cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Tự nhiên cái ăn ở không, một chuyện làm thì chui qua vậy. Trời ơi. Ủa mình thua rồi, mình chui xin lỗi người ta đi chứ. Trời ơi, người ta chưa đánh luôn đấy bà. Ủa đánh chưa? Ủa chưa đánh bài hả? Ủa sao nãy giờ tôi nói quá trời, có ai nghe không? Không. Nói gì? Ủa nãy giờ đâu nói gì đâu, tự múa tay rồi tự cười rồi tự bò qua chứ. Để tính là tâm lý cũng yếu quá ha. Yếu. Ôi là nãy giờ chưa đánh. Cũng không nghe gì luôn. Vậy là chưa thua mà. Ê, vậy cuối cùng có chơi không? Trời ơi, tất nhiên là không. Nói cái gì đó lại coi. Hèn. Tôi thách anh nói lại tiếng nữa. Hèn. Gì? Đúng rồi, đừng nói nữa. Đừng chửi tôi hèn nữa. Được, anh muốn chơi thì tôi chơi. Tôi, danh dự của tôi hứa tất cả với mọi người, nếu như thua anh, tôi sẽ live stream trực tiếp trên kênh Lê Trang Official để xin lỗi anh và chui qua hát. Được chưa? Được. Nếu đã đạt được thỏa thuận vậy rồi, mời thần đồng chia bài, bé sang phát dán bài của bạn. Khoan đã, với cái miệng này rất là dễ lật lọng. Tôi cần ký một tờ giấy cho hợp lệ. Anh cần hợp đồng. Chúng tôi có hợp đồng. Mời hai bên ký kết. Và cuối cùng là chữ ký của tôi, người làm chứng. Hợp đồng này đã được ký kết. Nếu như sang tận mũi thua, sẽ chui qua háng của Châu Nhận Phạt. Nếu Châu Nhận Phạt thua,
sẽ chuyển hết tất cả khối tài sản 100 triệu đô cho sang tận muội. Và cuối cùng là chữ ký của tôi, người chứng minh hợp đồng. Mời thần đồng chia bài bé sang. Mời em ngồi. Mời ngồi. Dắp à. Phát bài. Một lá, hai lá, ba lá, bốn lá, lá cuối cùng bên đây, lá cuối cùng. Hai vị muốn trận bài này sẽ diễn ra như thế nào? Tôi muốn lật bài trước. Mời anh. Không? Mời anh. Xa giúp quá đỡ rồi. Tôi ạ. À. Giúp đỡ. Chia bài xa quá. À. Sao? Lá gì mà muốn đột quỵ luôn vậy? Sao vậy? Hả? Biểu cảm có vẻ thảng thốt quá. Anh đủ tỉnh táo chứ? Có cần tôi phải gọi một chiếc xe cấp cứu ở đây cho anh không? Không cần, không cần. Tôi phai, em phai. Mời. Thôi được rồi, dán bài này tôi không thèm xem bài. Tại vì nó ảnh hưởng tới danh dự của hai ta. Tôi mời thần đồng chia bài bé sang. Lật bài. Chính Úc. Em à, sang tận mũi. Chúng tôi bắt buộc phải mở bài của anh. Mời bé sang. Tin là anh hên như vậy. Khoan đã. Không ấy mình niêm phong luôn cái bộ bài này để tới già rồi hả, lật được không? Ok, tôi chấp nhận. Chứ bây giờ lấy điều kiện hãy lay chim đi nào giờ bò hả thấy. Không được, dễ gì. Làm sao mà tôi có thể làm cái chuyện đó được. Lật đi, lật đi. Coi kìa, coi kìa. Lật. À, ba. Ba tay. Ba tay. Sang tận mũi. Chúc mừng anh đã ba tay thắng chính lúc. Không, mọi người nó nhầm lẫn rồi. Hồi nãy cái bài của tôi coi là bù. Bù chứ không phải ba tay. Bài này bù. Anh nói cái gì? Anh là anh sang vậy hả? Anh nhìn tiền nhiều quá anh qua mắt phải không? Bài mình ba tay làm sao mà bù được? Em mới sao á? Anh nhiều tiền nhưng mà anh không bị qua mắt. Rõ ràng hồi nãy bài bù. Phạt anh tin tôi đi, bài bù. Anh bù đúng không? Anh bù đúng không? Bù danh dự. Trọng tài à, tôi rất tin tưởng những người ngu thường hay thành thật. À, anh ta buồn tôi không thể nào tin tới một dáng bài ba cây bài anh ta hai cây ba tay được. Vậy thì tại sao anh lại không nghĩ rằng những người ngu mà có lòng thành thật thường được tổ bài phù hộ bù thành ba tay? Nói gì đi chăng nữa, sang tận muội cũng đã thắng. Tất cả tài sản của Châu Nhuận Phạt sẽ giao cho sang tận muội. Khoan, tôi vừa mới nghe thoáng qua một cái gì đó bù thành ba tay, chứng tỏ trong dáng bài này có sự gian lận. Tôi không chấp nhận. Đúng rồi. Anh nói vậy là sao? Bé sang, em là người của anh, tại sao lại cấu kết với người ngoài để hãm hại anh hả sang? Nói. Anh hai. Anh nói gì nghe kỳ vậy anh hai? Nhưng ở trên đời này á, ai nhiều tiền người đó chiến thắng anh hai à? Là sao? Anh sao? Em cảm ơn anh sao? Anh, tại sao em lại có mặt ở đây? Em có mặt ở đây là làm cái gì? Thì vợ em ở đâu thì em ở đó anh hai. Dạ. Anh hai, lâu quá không gặp. Wow. Anh khỏe không? Trời đất ơi, nó chỉ đeo một cái mắt kiến đội đầu tóc giả không? Tôi không nhìn vào nó. Không phải thôi, trong đầu óc của anh ngoài bài bạc và gái gú ra thì anh còn nhớ về cái đứa em ruột này nữa. Cho nên tôi có chỉ đội một cái tóc giả và đeo kiến. Anh không nhận ra tôi là đúng rồi. Ôi, tại sao mày lại hại anh hai như vậy? Mày lấy tài sản của anh hai để làm cái gì? Trời ơi, đến bây giờ còn thắc mắc cái điều đó hả? Dễ hiểu quá mà anh hai. Ba mẹ mất sớm để lại tài sản cho anh nhiều hơn tôi. Nhưng anh không chịu làm ăn, suốt ngày cờ bạc gái gú. Trong khi vợ chồng tôi nè, nghe lời anh đi làm ăn banh bọng thua lỗ, tụi tôi năm lần bảy lượt lại năn nỉ anh. Anh có giúp tụi tôi không? Không, thà là anh đem tiền cho người ngoài còn hơn là cho em được trong nhà. Anh sống như vậy thì ngày hôm nay anh lãnh hậu quả này là đúng rồi anh hai. Thôi một. Tức quá mà. Em nói với em tức quá mà. Em đã chiến thắng ngày hôm nay rồi. Em biết em chiến thắng rồi anh hai, em ngu lắm anh biết không? Em đã đạt được ước nguyện của em rồi. Ước nguyện của em á là em muốn chiến thắng anh hai một lần. Đạt được rồi thì thôi đi.
đừng có nói những lời nặng lời với anh hai được không? Biết rồi, anh lúc nào cũng nghĩ cho anh hết trơn á. Hôm nay anh thấy em giỏi không? Giỏi, hôm nay anh vất vả quá rồi. Bởi vậy, ném chút nữa là thua đó. Hên là có anh chứ không là thôi em không biết làm sao luôn. Nè, nhớ hứa gì anh không? Hứa gì? Mình chiến thắng rồi sẽ làm gì? Làm gì em đâu có nhớ đâu. Làm gì không nhớ hả? Đi đánh bài đúng không? Bậy. Hay là mình đi du lịch? Hay là lấy tiền mình đi mua sắm đúng không? Bậy. Chứ sao? Hứa cái gì? Hứa ra là sau khi thắng anh hai, lấy tất cả số tiền mình sẽ làm ăn, không cờ bạc nữa. Em nhớ không? Ủa, em có nói hả? Có. Thì biết rồi thì thôi để người ta chơi ván cuối đi. Trời ơi, bà nói gì đâu có được đâu. Hiểu không? Bây giờ á, bà phải lo làm ăn đi. Đặng á, sau này còn có cơ ngơi sự nghiệp nữa. Tôi nói bà nghe, bà có hả anh Thành là chồng, anh giỏi vô cùng, kinh doanh tới đâu là thắng tới đó, kinh doanh đâu là thắng tới đó hay. Sợ tôi là tôi nể anh lắm luôn á. Trời ơi, hàng tuyển mà nói gì nữa. Thì bởi vậy, tôi mà là bà nha. Sao? Là tôi chuyển hết tiền cho anh Thành luôn, đến tự do anh làm ăn, tự do anh kinh doanh. Hiểu không? Còn mình lui về phía sau, mình làm hậu phương cho ảnh thôi, ở nhà hưởng phước. Anh đi làm về cái vui vẻ, đụng cái là đẻ, đụng cái là đẻ, đụng cái đẻ như cái máy đẻ vậy, đã lắm bà ơi. Thấy không? Đụng cái là đẻ, đụng cái là đẻ hả? Trời ơi, công nhận nha, tôi thấy tôi hạnh phúc khi mà có một ông chồng đẹp trai, một bà bạn best friend lúc nào cũng nghĩ cho tôi hết trơn. Trời á. Tôi thích nhất là khúc đụng cái là đẻ nè. Anh, hả? Bây giờ em đưa hết tài sản cho chồng á, chồng đi làm ăn nha, vợ ở nhà, vợ sẽ chăm sóc chồng, mà rảnh rảnh á đụng vợ là để đẻ nha, đụng cái đẻ, đụng cái đẻ, đụng chạch 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 nha. Không không mà nhưng em ơi, cái số tiền nó lớn quá rồi, như vậy có con không có sao đâu. Anh Thành đừng có ngại, em hiểu tính bà bạn em mà, với lại anh là trụ cột của gia đình mà, những cái chuyện đó anh phải lo chứ đúng không hả? Rồi không, chuyển hết tiền cho anh đi bà, cho anh tự do làm ăn. Tôi biết rồi. Bà khỏi dạy tôi, mệt rồi quá à. Tôi thông minh lắm, tôi không có ngu đâu. Chồng của vợ công chồng, của chồng công vợ, nói chung của ai giữ cũng được. Em đưa hết cho anh đó, miễn sao nhớ đụng em đẻ là được rồi. Rồi đi về, về nhà sẽ tính tiệm của vợ á. Anh hứa sẽ làm ăn thật quy mô, và sau này vợ chỉ cần về nhà anh sẽ đụng vợ canh 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 cách là đẻ. Về đụng em đi, về đụng em. Khoan mình cần phải có giấy tờ này kia chứ, với lại giấy tờ gì anh hai ở đây nữa. Dạ đúng rồi, tôi nói bà nghe, bây giờ bà phải lập tức chuyển hết tài sản cho anh Thành. Bà biết sao không? Tính bà yếu đuối, bà để tài sản trong người bà đi. Vài bữa đó ông anh hai bà qua nhà khóc tỉ tê vài giọt nước mắt. Bà yếu lòng là bà chuyển bà trả hết trơn à. Là vô nghĩa công cốc. Đúng rồi ha. Ừ. Bà nhắc tôi mới nhớ á. Tánh tôi vậy thôi chứ mà tôi thương người nhà lắm. Thôi không được, chuyển liền đi anh. Bây giờ mình đi chuyển tiền nha. Dạ anh Tam đi. Giờ đó có một vợ chồng thông minh á, thì anh đã chuẩn bị tất cả rồi. Là sao? Ủa? Ai vậy? Đẹp trai quá vậy? Luật sư của anh. Luật sư? Ôi, chu đáo, dễ sợ luôn vậy. Tính hết trơn à. Đây này vợ. Hay là bây giờ em phải ký vô đây là chuyện hết cho anh hả? Đúng rồi, không được ký. Cái gì vậy? Không được ký. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Tự nhiên chuyện gia đình ta mà. Im đi bà, im đi. Anh đừng có cản tôi. Hả? Tôi không ký lên cho vụ, tôi trả lại cho gì nè, tôi ký không, vô không được ký. Trời, ký xong rồi. Hay ghê, vỗ tay cho bà. Yeah. Trời, bà đúng là sáng, rất là thông minh á. Tôi sẽ được đụng đẻ mỗi ngày. Yeah. Hay ghê. Luật sư, đem ra văn phòng công chứng giùm tôi. Vợ à. Dạ. Với số tài sản này, anh hứa sẽ làm ăn thật quy mô và quy mô. Còn bây giờ thì vợ lại đi anh ôm cái nào. Anh này, anh cứ như vậy thoải mái đi, thì em sẽ lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Cái gì vậy? Em vất vả nhiều rồi. Cái gì vậy? Em. Cái gì em? Ủa, về đây. Anh hết tiền rồi, mày nói gì? Thì đúng rồi, hết tiền rồi mà kêu ai? Để cho người ta đi theo cái người có tiền ta sung sướng, phải không? Khanh, bà đang nói chuyện gì vậy? Bà là best friend của tôi đó. Gì? Best friend hả? Trời ơi, tới phút này rồi bà còn nghĩ tôi là bạn tốt hả? No, tôi là mẹ tốt. Làm ơn, please, tôi hãy kêu best friend đi. Trời ơi, chắc tôi giết. Tôi giết đâu quá. Nè, làm gì hả? Cái gì vậy, cái gì vậy? Mày làm. Đúng rồi, bây giờ á, anh Thành với lại chị Vân đây mới là best friend của tôi. Mày con mập, mày ngu lắm. Cuối cùng mày thấy không, mày gạt anh hai của mày để mày được cái gì? Cuối cùng thằng chồng mày nó cắm sừng mày kìa. Mày mập như con heo mà mày ngu như con bò. Anh em đi, sao kệ mày chửi ngu. Còn anh thì sao? Giờ anh cắm nguyên cái sừng trên đầu hết kìa. Anh
khác gì tôi. Anh không có tư cách gì đó hết á. Còn mày sao? Tao thương mày như thế nào? Bao nhiêu của cải của tao cho mày hết. Mày dám phản bội tao. Mày làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy mà coi được hả Thanh? Tao giết mày. À, cái gì vậy? Nè, mày làm mẹ đủ rồi nha. Tao nói cho mày biết, tao chỉ vì tiền thôi tao mới ôm mày. Mày nghĩ một người như tao khoái một con heo như mày hả? Vừa mắt vừa ngu mà vừa sâu đó. Mày đâu à? Trời ơi, trời ơi. Cái gì? Mày, mày dám quýnh em tao hả? Mày dám. Trời ơi, còn sao không hả? Sao không? Mày làm cái gì cũng được. Mày đụng lên em tao là mày chết mẹ mày nha con. Trời ơi, sợ quá. Tao nói quá cho mày biết, thằng anh hai à, không nghĩ tao đụng tới em mày mà tao đụng tới mày luôn kìa. Mày bệnh lắm nè. Đánh chết nó. Đánh chết. Đừng lại đi. Mày có gào bao nhiêu tiếng nữa thì tụi nó cũng không lên đâu. Mày bị tụi bay. Trời ơi. Trời ơi. Mày. Mày. Mày nhớ đi, đừng bao giờ mày gặp mặt tao nữa. Đúng rồi. Mày nhớ đó, tao còn hợp đồng, tao còn rất nhiều tiền, tao sẽ trao cho sao bay với hợp đồng. Đứng lại đó. Đi em. Luật sư. Quay lại hết trơn à. Đi đâu? Đừng. Mr. T, chuyện này là thế nào? Anh em tôi không hiểu gì hết. Vậy là tất cả những số tài sản của tôi vẫn còn y nguyên chứ? Tất cả tài sản của cậu vẫn còn y nguyên. Và tất cả tài sản của Sang Tần Mùa vẫn còn y nguyên. Khoan đã, ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn á. Thật ra tôi đâu có tài sản gì đâu mà còn y nguyên. Tất cả tài sản Sang Tần Mùa đang có đang nằm trong tay của chú. Chú nói vậy là sao con không hiểu? Chú là người chịu ơn của ba con ngày xưa. Nếu như không có ba con thì ngày hôm nay đã không có chú. Ba con trao quyền cho chú giữ hết tất cả khối tài sản giùm Sang Tận Muội, bởi vì biết con là một người lúc nào cũng say đắm đàn ông, lúc nào cũng đam mê cờ bạc, không có thể giữ lại được tài sản. Chú ơi, hai đẹp tụi con cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ, tụi con cảm ơn, chú nhiều lắm. Muội ơi, anh phải xin lỗi muội. Từ trước đến giờ anh hai cũng lo ăn chơi đàn lúc không ạ? Anh hai không có nghĩ gì tới em hết đó. Không, anh hai, thật sự người sai nhất là em. Em làm em mà chưa bao giờ biết hỏi thăm anh hai á. Em làm em mà chưa bao giờ thật sự biết anh hai muốn cái gì, mà cũng chưa bao giờ nghe anh hai một lời nào hết. Em chỉ biết nghe lời người ngoài. Em chỉ biết nghĩ là anh hai lúc nào cũng được ba mẹ thương hơn em hết. Nhưng mà em đâu có ngờ là sự việc xảy ra, anh hai lúc nào cũng bảo vệ em. Em xin lỗi anh hai. Không sao, không sao. Cho đến bây giờ anh hai thương, chắc ba của tụi con ở trên thiên đường hạnh phúc lắm khi biết là anh em tụi con đã biết yêu thương nhau. Chú ơi, con cảm ơn chú đã cho con sáng mắt ra. Vậy mà trước giờ con cứ nghĩ rằng sống trên đời này á phải có tiền mà cũng phải có trai nữa. Hồi đó con nghĩ có trai không có trai là con chết. Mà giờ á, không có anh hai con mới chết đó chú. Đúng vậy. Dạ, anh em tụi con đã hiểu ra được mọi chuyện rồi. Dẫu cho ai đi chăng nữa cũng không bao giờ bằng tình cảm anh em của tụi con. Sau đây, chú sẽ chuyển giao hết tất cả tài sản về cho Sang Tận Muội. Còn tất cả tài sản của Châu Nhân Vạn vẫn giữ như cũ. Dạ, vậy anh là... em tụi con hứa với số tài sản này, anh em tụi con sẽ chí thú làm ăn lại từ đầu, không bao giờ ham chơi nữa. Dạ, dạ, bây giờ anh hai ơi, em cũng đã có tiền rồi. Em hứa em sẽ không bao giờ mà bỏ rơi anh hai. Em sẽ luôn chăm sóc anh hai. Bây giờ hai anh em mình đi đánh bài ván cuối nha. Ê, mày! Không có, em con nói lộn, Đi mọc bài mua đồ, được không? Hai đứa hai con, bây giờ phải cùng nhau nắm tay chú. Dạ. Thề với vong linh của ba tụi con trên trời là không được mê gái, không được mê trai, không được đánh bài và lúc nào cũng phải thương yêu nhau. Hứa không? Dạ hứa.
là MC. Chấn Thương. Tôi là MC. Chấn Chỉnh. Tôi là MC. Chấn Hình. Chấn Hình. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, gì vậy mà Chấn Thương, Chấn Chỉnh, tôi Chấn Hình. Sao ông nói tôi làm MC trong bệnh viện, trời rẫy luôn đi. Ê, tránh cỏ cái nha. Tôi không phải là Chấn Thương, cũng không phải là Chấn Chỉnh, càng không phải là Chấn Hình, mà tôi chỉ là MC Lan Trang, là một trong những thành viên của ban tổ chức, cũng như là DOB âm thanh ánh sáng, dọn lau công, tất cả mọi thứ. Nói chung, tất tần tật là trong một tay tôi làm hết. Kính thưa quý vị, một con sâu có thể làm rầu nồi canh, nhưng một con ngựa đau, cả tàu có thể bỏ nó ăn hết phần cỏ còn lại. Và một mình tôi không thể nào làm nên một chương trình. Chính vì vậy, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thiệt là đã để chào đón sự xuất hiện của bốn vị giám khảo ngày hôm nay. Yeah. Yeah. Âm nhạc vang lên. Hey. Vang lên âm nhạc. Yo. Tôi chưa vô nhịp. Hey. Nhịp chưa vô tôi là quan rớt, ca rớt là tôi. Yeah, yeah. Tiếp theo. Oh. Oh, hay quá. Tôi là Su. Su vương qua Long An chớ đào vương lúa còn vừa thắng vương qua Mỹ Tho cái bè còn công Tân Phước. Tân Phước rành miễu Tây Câu được ghê ghê sao mát đi cái cầu được miễu nó cao quá lên nổi về quê tôi mà nó cao quá thì mỗi lần đi qua cái cầu cao quá thì không về không thường được đi xe khách hôm nay đi xe Honda quá không nổi để giờ có về không không về Bến Tre gần hơn yeah, yeah, về tới rồi về tới rồi mọi người và anh là Misa chồng ơi xin hỏi anh giờ được mấy cái bánh rồi ạ hả Misa không Misa thuộc Misa trong cái bánh à Misa là Misa thuộc Misa nhưng mà mình cũng muốn đọc là đọc sao đọc đúng không Misa cho nó sang Misa cho nó sang đúng không ạ thôi quá từ nãy tới giờ đây anh Quang trúng ai rồi theo cô Quang thì không khí ngày hôm nay làm cho cô Quang cảm ơn anh ạ cảm ơn anh ạ xuống chiến chị cảm thấy không khí ngày hôm nay như thế nào thì su thấy là thôi rồi chị bớt nói đi bớt người ta biến à dạ cà rớt nghe nè chàng trai đẹp trai nhất ở đây sẽ trả lời rất là chuẩn cà rớt cảm giác là như thế nào vui rồi sao nữa hết rồi Bình tĩnh, ngồi yên đó. Bởi vì chương trình của chúng ta còn rất là nhiều điều hấp dẫn và thú vị. Một tràng pháo tay nữa cho thí sinh đầu tiên. Vâng, lời nói đầu tiên tuy chưa được ai cho phép nhưng cảm họ tự cho phép bản thân mình được gửi lời chào trân trọng nhất đến giới quan viên hai họ, quý vị khách quý, một lời chào trân trọng nhất cũng như là một lời chúc được một mùa đám cưới thật sành sôi nảy nở. Kính thưa họ nhà trai, kính thưa họ nhà gái, kính thưa quý vị quan khách, tình yêu là một đề tài rất đẹp và lãng mạn. Nhưng bên cạnh sự lãng mạn đó thì tình yêu cũng là một kho tàng bí ẩn mà bất kể ai trong chúng ta cũng khó có thể nào lý giải và hiểu được hết được về nó. Nhưng có một điều mà Cẩm Hò thiết nghĩ rằng nếu mà Cẩm Hò nói ra đây thì tất cả mọi người có thể đồng cảm và chia sẻ được với Cẩm Hò. Đó chính là khía cạnh khát vọng của tình yêu. Mà khát vọng tình yêu của con người thì không bao giờ thay đổi được. Chính vì cái lẽ đó mà ngày hôm nay ngay tại sân khấu này chúng ta có được một buổi lễ thành hôn của cô dâu Đông Đá và chú rể ông Cao Lãnh. Họ cũng giống như bao nhiêu cặp tình nhân khác, yêu nhau, quen biết nhau, tìm hiểu nhau và cũng có những sự chia tay. Nhưng sau đó họ hiểu được nhau và đi đến cái buổi lễ kết hôn này bằng cái sự đồng ý và đồng thuận từ quan viên hai họ, hai phía gia đình. Sau một cái khoảng thời gian dài ngăn cấm không thành công, họ thất vọng, họ hụt hẫng và bất lực trước sự trốn chạy của đôi trẻ. Mà ngày hôm nay tại đây diễn ra hôn lễ của cô dâu Đông Đá và chú rể ông Cao Lãnh. À,
thời gian chờ đợi cô dâu chú rể bước lên sân khấu thì Cẩm Hò xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để tri ân sự hiếu thảo của cô dâu và chú rể. Họ đã bỏ ra một số tiền rất lớn để đúc nên những pho tượng này. Đây, pho tượng được gọi là ông bà tổ tiên của họ, nhằm cái mục đích là hạn chế và rút ngắn khoảng thời gian làm lễ gia tiên, nhanh chóng tiến tới phần sanh sôi nảy nở. Và một lần nữa, Cẩm Hò xin được đại diện gia đình mời tất cả quý vị quan khách cùng đứng dậy và chúng ta hãy dành một lời thật trang trọng dành cho gia tiên của cô dâu và chú rể. Nhất bái thiên địa. Bé em lại đi. Em lại. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Quay vô trong em. Rồi. Cái gì vậy? Tụi tôi còn sống mà. Ủa sống hả? Mình nhìn tưởng tượng chứ. Ủa, chương trình rap mà vô đây gì kết bạn bốn phương đám cưới gì đây vậy? Ủa ai biết đâu? Có cái sự nhầm lẫn gì ở đây phải không nhỉ? Tất cả mọi người bình tĩnh đi ạ. Có một cái sự cố nhẹ. Ủa em ơi em. Phan cho hỏi cái đó ở đây đám cưới phải không? Em ơi, ở đây là cô thấy rap được đám cưới gì em? Chỗ rap gì vậy? Đám cưới, đây là đám cưới. Ở đây là cô thấy game show mà, em là ai? MC. Chị là ai? MC. Trời ơi. Có cái đám cưới mà 5-7 MC vậy? Đám cưới cái gì? Cái này là chương trình rap được của ta mà đám cưới cái gì? Trời ơi, đám cưới bây giờ là cô dâu chú rể đâu? Ra nói chuyện đàng hoàng. Ê, con kia. Mày nắng nha, tao nói đây là chương trình rap được chứ không phải là đám cưới nha. Ê, nói chuyện văn minh chút xíu được không? Con này con nọ là sao? Ê, nãy giờ tôi giải thích cho mày nghe mà vô hết. Con bé nè, nói chuyện không được chỉ tao vô mặt mày. Thôi, cái gì vậy? Trời ơi! Anh ta chết tôi thật cái gì này? Anh làm cái gì? Trời ơi! Chị, em nói cho anh chị nghe nè. Em là MC đám cưới. Ở đây là 40CNBT đúng không? Đúng rồi, sao kỳ vậy? Thì đúng rồi, 40CNBT là ở đây nè. Em nói... Sao kỳ vậy ta? Ôi gì vậy? Ủa thì địa chỉ là đúng rồi nhưng mà rõ ràng là... Mày im đi! Alo? Dạ đúng rồi, em tới cái địa chỉ này nè. Đúng rồi, nãy giờ em kêu quá trời kêu luôn. Cô dâu chú rể không xuất hiện mà ở đây rap được rap gì đó. Đó, 40CNBT đó, Bình Thạnh đó. BT là Bến Tre hả? Thôi bây giờ ok, chậu em tới cầu Rạch Miễu rồi. Bây giờ vậy đi, anh dựng đầu cô dâu chú rể vậy. Đó, 5 phút nữa em không tới em làm lễ rồi. Thôi, được rồi. Thi. Tiếp tục thi đi. Thi. Mất thời gian của chúng tôi quá. Mày, tốt nhất là đừng bao giờ trước về lên đây. Tao xuống cho đập bể cái cầu Rạch Miễu như này khỏi về luôn. Trời, em. Tức quá chị, tức quá mấy anh. Quý vị à, nói mà nó cãi em chửi. Quý vị nghĩ là chúng ta nên tiếp tục cuộc thi được không? Không, anh đừng nói nữa, trước khi em cầu, em đang bình tĩnh đó. Thôi, được rồi. Thì tiếp đi. Kính thưa quý vị, gian sự khởi đầu nan, gian nan đừng dội nản. Một trận bóng tay cho tôi sẽ tiếp theo. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép nhóm hài hành xác gửi đến quý vị khán giả là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ủa, chị sao? Anh Bảy. Ôi, nhớ anh Bảy quá trời ơi, đi đâu đây? Trời đất ơi, lâu quá rồi, mình có gặp nhau đâu. Đi đâu đây? Tôi đi đám cưới, còn chị? Tôi cũng đi đám cưới. Trời ơi, trùng hợp quá. Trời ơi, tôi không được gặp anh Bảy chứ. Hey, 1, 2, 3, Dục Quyên. Dạ, tiểu phẩm của tụi em xin hết. Hết rồi hả? Dạ, hết rồi. Hay quá em ơi, một tràng pháo tay nữa cho tiết mục đặc biệt ngày hôm nay ạ. Điểm rap đâu? Từ đi, giao lưu thí sinh thế. Người ta mới ra, người ta tạo bằng ấn tượng. Chào đâu. Vừa rồi là chị rất là thích sự chuyên nghiệp, sự bình tĩnh, sự bình tâm, gọi là sự vui vẻ và hài hước trong hai em. Dạ. Bây giờ hai em tiếp tục thi đi. Dạ, thi gì? Thi đi.
Hết rồi đó, giờ cho xin tiền cách xê đi. Cách xê gì? Thì tiền cách xê diễn nãy giờ nè. Ủa là cách xê gì? Cách xê đi tấu hài nè, chị bút tụi em đó. Chị bút tụi em hồi nào? Chị MC phải không? Chị MC. Thì trả tiền đi. Em bị điên hả? Nè, bây giờ hỏi lần cuối có trả không? Nhây ha, tôi thả chó ra bây giờ đó. Nói cho bà biết ha, tôi đi chung với nó đó là tôi có thể hộ viên của viện Pasteur rồi đó. Bây giờ sao, trả không? Thôi, thôi, trả. Nhưng mà tại vì có biết gì đâu, có bút gì đâu mà trả. Bà bút rõ ràng đi nè, bà coi đi. Tin nhắn nè đó, bà đọc đi. Thì có cái gì? Thì đọc đi. Thì bình tĩnh đi, nhiều khi công việc gì quá không có nhớ. Đây nè, đó coi. Chị em ơi, trả chị hai con quần đụng mông. Ủa cái gì vậy? Sao vậy? Kỳ vậy? Cái gì? Không phải, bình tĩnh. Ai đụng mông vậy? Ai đụng mông vậy? Đây nè, đó, đọc đi. Đúng không? Đúng địa chỉ nè không? Từ nè. Em ơi, tới đây tấu hài địa chỉ 40CNBT. Đó, đúng không? Đúng địa chỉ nè không? 40CNBT gì đó, đúng không? Sao nghe quen quen vậy? Sao quen quen? Quen lắm đúng không? Ừ, đúng quen. Trời ơi. Ê, hai bé ơi, hai bạn nhỏ ơi, cho chị hỏi thăm hai em đi đâu vậy? Thì đi show đám cưới. Lại đi diễn đám cưới hả? Ừ. Đúng rồi. Mụ nổi tụi bay. Ở đây là chương trình gì? Đọc coi. Hai ba. Ráp được. Không phải đám cưới đâu mà là đi tấu hài. Xong rồi đòi tiền cách xê. Nè, tôi là MC Ráp Được. Ở đây là 40CN Bình Thạnh. BT là Bình Thạnh chứ không phải là Bến Tre. Bến Tre là con mũ MC kia kìa. Trời ơi là trời. Hả? Bến Tre. Bến Tre. Rồi sao đi lộn qua đây? Trời đất ơi, là cái con nhỏ MC đó nó tới trước, nó gửi định vị cho tụi em. Tụi em đi theo định vị có coi địa chỉ đâu. Ê, có cái điện thoại kìa, có điện thoại kìa. Dạ, alo. Dạ, dạ em gần tới rồi chị ơi. Trời ơi, xuống cái cầu Rạch Miễu là tới liền cái gì? Dạ. Gì chị? Cưới xong đẻ luôn rồi hả? Trời ơi. Hả? Cancel. Đúng rồi. Ủa là... Tắt máy cancel bể show. Trời ơi chị ơi, bây giờ tụi em lỡ bị cancel show rồi. Bây giờ thế này rap được phải không? Thi được. Phải không? Thi. Không mấy cho tụi em thi đi. Đúng rồi chị, cho tụi em thi đi. Khoan, tụi em tấu hài mà tụi em đòi thi gì? Trời ơi, rap tụi em một bụng kìa. Như vậy thì một tràng vỗ tay cho cặp đôi thí sinh đặc biệt ngày hôm nay. Wow. Hai bạn nhỏ ơi. Dạ. Hai bạn nhỏ ra ráp đi ạ. Dạ ráp rồi. Ráp gì? Ráp nãy giờ. Mà ráp cái gì? Ráp được. Được gì? Được đồ. Nè. Wow. Tụi em tụi em ráp 4 áo khoác và giám khảo lại với nhau nè. Biết chủ đề gì không? Chủ đề gì em? Nói vòng tay lớn. Wow. Wow. Chịu mà tụi em ráp cổ nó lại vậy hả? Dạ. Yeah. Good job, amazing. Bình tĩnh, mời mấy giám khảo đừng quá hết à. Mời tới giờ từ phần à. Chúng ta sẽ nhận xét từ phần à. Ổn định giùm em à. Rồi, mời hai thí sinh tính vô trong. Các em ơi, các em đã được 4 vị giám khảo ở đây bấm chuông chọn một cách in ỏi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe sự nhận xét của từng ban giám khảo nha. Mời xuất chiến. Khi mà mấy em thì sự xuống em em. Chiên. Mình đừng có nhai cái lưỡi. Không phải, tại vì cái dù là giáp thôi, từ trên đây là sự nó rất là nhanh. Nhưng mà mình nhả ra là cho. Rồi, vậy nói chung là Su cảm thấy rất là thích mấy em. Không hiểu tại sao mà mấy em có thể sáng tạo và Su rất là hạnh phúc. Chị ơi, chị nói rõ lời được không? Chị nói kiểu đó em thả chó nữa hả? Ê, chị thích mấy em đó. Nó thà vậy đi, cảm ơn chị. Cảm ơn sự nhận xét có cũng như không của Su Chiên à. Và chúng ta sẽ mời giám khảo Pizza. Rất sáng tạo, tôi rất là phẫn nộ, rất hay, câu dục rất hấp dẫn, rất thích luôn. Muốn hai em về đội của tôi. Rất hay.
hay. Ok, đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý. Rất hay. Dạ rồi. Dạ mời mời cá rớt ạ. Nếu mà pizza mà thất nhậu á thì tôi là quất cất. Tôi tức cái mình. Mấy em tạo cho tôi được cái quất cất trong người, tôi tức cái đó mà tôi muốn cắn xé tụi. Wow. Cá rớt. Cá rớt à? Giám khảo cá rớt. Tôi chọn mấy em. Con trai. Con trai bình tĩnh lại. Mẹ đây. Mẹ đây. Mẹ đây con bình tĩnh lại. Mẹ đây con ổn không? Ngoan. Quơ quăng xin nói vài lời. Mẹ ru con. Giám khảo cá rớt bình tĩnh. Không khí của chúng ta có vẻ như đang rất căng thẳng. Dạ. Quơ quăng nghĩ rằng là ba vị giám khảo đây đang rất mất bình tĩnh với hai thí sinh của chúng ta. Hãy giúp thí sinh của chúng ta giữ bình tĩnh đi nào. Dạ. Hãy như quơ quăng. Dạ. Quơ quăng rất bình tĩnh. Dạ, quơ quăng chỉ có ý như vậy thôi. Theo quơ quăng nhận xét, hai bạn có tiềm ẩn trong người mình những yếu tố của những người sắp bị điên. Hai bạn có những yếu tố của người ngoài trái đất. Và điều đó rất hợp với quơ quăng. Quơ thích các bạn là quơ và quăng. Mất cái áo khoái tôi biết rồi. Tôi thích hai em. Tôi rất thích hai em. Tôi chọn em. Anh ơi, anh bớt thích tụi em lại được không anh ơi? Good job, amazing. Nè, em xin lỗi. Nè, áo của anh chị em trả lại hết nè. Nè, em trả lại nè. Thôi bây giờ nè. Trời mấy anh chị ơi, đừng ai thích em hết nha, được không? Nè, bây giờ nè, đừng có ai kêu em đi thi nữa nha. Bây giờ có chết em cũng không bao giờ em đi thi nữa. Các em về đi. Bây giờ bốn vị giám khảo cực kỳ thích hai bạn rồi. Bây giờ hai bạn chọn đại người đi rồi đi. Chọn đại người đi, bây giờ tôi biết lại rồi. Chọn người nó quýnh chưa? Chọn đại người đi. Bây giờ về. Về đội. Về đội. Chọn tôi nè, chọn tôi nè. Sao? Tôi đứng thứ hai bạn nè. Em. Chọn ai em? Bây giờ em về. Chọn của đội nào? Dạ tụi em quyết định về đội. Đội nào? Về đội của. Của ai? Của ai? Alo. Không có đội alo. Không có, đang nghe điện thoại. Dạ alo cái gì? Dạ được. Qua liền, dạ, tụi em qua liền, dạ được, dạ. Rồi, em, con chị bỏ qua bên, bây giờ mình về đội nào nè, về dạ. Đội nào? Em quyết định về đội. Đội nào? Bình Tân. Là sao? Là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giờ tụi em chạy xô Bình Tân. Nó chỗ ra ai rảnh đâu thi mấy cuộc thi này, tao lao không mà đi lẹ đi. Thi mà. Ủa, trời ơi, sao vậy? Trời ơi, mũ nội tụi bay, đi luôn nghe. Ở tụi bay diễn vui lắm hả? Tụi bay diễn dễ như hạch. Mà mày đặt bước ra đây móng chuông anh nội làm cho có vô rồi đi về. Em tụi lớn hơn mà. MC gì? Su cảm thấy là Su không có được cái tôn trọng cái cuộc thi này. Nói nghe nè, mỗi lần mà nói chuyện gì bà mệt không? Bà mệt không? Đây là cái phong cách của Su gì? Phong cách gì mà tôi không biết. Thôi bây giờ vậy nè, thi lẹ lẹ đi, giờ rất là nhiều công chuyện lẹ lẹ đi. Còn Quơ Quăng thì đang cảm thấy là những thí sinh đang mang chúng ta ra làm vật thí nghiệm. Bây giờ chúng ta có thi tiếp không nào? Dạ có chứ. Có chứ. Ok. 1001 thí sinh đang đợi ngoài kia. Rồi lẹ vô đi. Mất thời gian quá. Đây là sự cố. Tiếp tục đi nào. Đời ai không có những nỗi buồn đúng không ạ? Đây khoan sản xuất. Tôi thật sự tôi không thể nào mà. Tôi cảm thấy là nó không tôn trọng tôi. Ai mà lại lấy mất cái con gà của bà rồi? Ủa? Này dích này, dích trả con gà lại đi. Chứ đừng có làm như vậy nhá. Ca ngồi đây, ca không hề đụng chạm gì tới. Từ đấy là Su nhịn rồi nhá. Su lại lấy cái con gà của Su vậy. Ca không cái con gà này là Su cắm ở đây. Còn cái con gà của Rick ở đâu là Su không biết nhá. MC cho tôi hỏi lớn chuyện, bây giờ ai lấy mất con gà của tôi? Tôi không biết, tôi rất mệt thật sự. Tại sao bây giờ mất con gà? Tự nhiên gia đình chúng ta đang hòa thuận đi mất con gà. Mất con gà là cái gì vậy hả? Ai? Đứa nào mất dạy lấy con gà qua Su chiêu. À đây, em. Gì em? MC. Su xin lỗi, Su có lỗi với lại mọi người. Sao vậy chị? Su xin dập đầu, Su xin lỗi vì nãy Su mất con gà ở đây, Su xin lỗi mọi người. Trời ơi, làm quá trời. Ok, xin lỗi. Lẹ vô thi đi. Bà kia. Chúng ta tiếp tục được chứ nào. Tôi đề nghị bà nên control lại cái cảm xúc của mình và cũng như là cách tìm đồ của bà nha. Tránh làm mất đoàn kết ở tại chương trình này. Không đợi mọi người chờ lâu nữa. Một tràng pháo tay cho thí sinh tiếp theo. Nói đâu? Gì vậy? Nói đâu? Nó nè. Nói đâu? Bên kia kìa. Nó đâu? Nó nào? Nó đâu? Nó đâu có biết đâu. Nó thấy rồi. Mụ nội nó không?
nó đi kiếm cái toilet. Nó làm như hai Phượng đi kiếm con vậy đó. Lát y tá Trang nó tới đi bây giờ nè. Đâm mu, đâm mu, đâm mu. Tất cả tập xuống. Cái gì vậy? 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 Sao vậy? Sao vậy? Tại vì cái y tá Trang đó em đóng từ phim Hai Phượng, em nhắc lại. Trời ơi, bản thân vậy luôn đó hả? À, thì ra là cô nhắc cái nhân vật của cô mà. Vâng rồi, vâng rồi. Vâng rồi, vâng rồi. Vâng rồi, ổn định lại. Giám khảo áp lực khi mặt mỏi quá. Thế không sao đâu hả? Chị chị không biết điện không ạ? Vâng, chúng ta còn chờ chờ gì nữa. Một tràng pháo tay thiệt lớn cho thí sinh tiếp theo. Nó đâu? Hả? Hả? Nó hả? Nó đâu? Nó nè. Bên kia kìa. Nó đâu? Đây. Nó ở đâu? Nó là ai? Cái thằng hồi nãy đang chơi với tao. Chơi cái gì? Trò chơi trốn tìm. Em ơi, 80, 85, 8. Em ơi, em 65, 70, 85, 90, 95, 100 đi tìm. Wow. Amazing. Ủa khoan, nó nghe nè. Đọc tôi nghe dở ẹt gì mà good job amazing gì. No, good rap melody nó vậy đó. Hay quá. Em tôi lớn hơn bà. MC hiểu lắm. MC muốn nổi cái MC đi. Em quay. Nói chung là Su cảm thấy là cái em này em có một cái hơi rất là tốt. Chỉ một câu ngắn. Cái gì? Gì hơi đó là bớt là hơi gì? Hơi rất là tốt, good. À tốt hay là good hả? Đúng rồi. Cái hơi của em á, chỉ một câu, chỉ có 5-6 từ thôi mà em ngắt ra mười mấy nhịp. Nói chung là một cái gì đó rất là lạ mà chưa bao giờ xảy ra trong rap, em hiểu không? Nên là chị rất là thích em, chị rất là thích. Thích rồi, đây, thấy hiện sự thích đối với thí sinh này ạ. I love you, good job, amazing, I love you. Dạ, gái, sao cưng ngáp gì vậy? Em đập đá. Đi, em đập đá. Gì? Em đi đập đá hả? Không có, cái gì đập đá? Em mới nói đập đá kìa. À, thì em đập đá. Đập đá gì? Em đập đá bán cà phê. Trời ơi, mày nói thẳng đi, mày đặt đập đá nhấp à. Bán cho mấy ông công trình á, ban đêm khuya quá đập đá bán, xong sáng đi chơi chương trình này mệt. À, công trình này đây có cục gạch nè. Dạ. Con bé nó xiên đang một vòng với tay cho con bé đi ạ. À. Ông mà. Em ơi. À, cho anh hỏi em là trai hay gái vậy? Còn hỏi trả lời lẹ, không sao. Trong chương trình có quyền mà. 2-3. Thì tổn thương á. Không sao đâu em, chị hiểu. Nhìn em vậy mà hỏi em là trai hay gái. Vậy em là con trai con gái? Em là con gái. Nhưng mà sao nhìn giống con trai? Không có nét nào con trai hết. Nhìn em là con gái. Thì cho em là con gái nhưng mà những mặt em giống con trai. Không có. Cái dáng em là con gái, cái mặt em cũng là con gái. Mặc dù nhìn em giống con trai nhưng mà em vẫn là con gái. Bên trong em là con gái, ở ngoài nhìn ở dưới này con gái mà cái mặt em giống con trai. Bên trong em còn con gái, nhìn em giống con trai nhưng mà bên ngoài nhìn giống con trai nhưng mà thật tâm em là con gái. Nhưng mà cái mặt em giống con trai. Em là trai giả gái được chưa? Trời ơi. Good job. Thà vậy đi em, thà nhận đi em ơi. Đập đá bán cà phê từ 3 giờ tối tới 5 giờ sáng. Xong rồi 6 giờ sáng lọ mọ đi make up 12 giờ trưa tới đây. Vô đây 6 giờ tối mới được quay. Vậy mà cũng là dạch mặt người ta cho được. Rồi thương em, chị hỏi xíu nè. Đi về đập đá chơi cà phê sao da đầu mất tiêu? Sao bị hói vậy? Su á, thắc mắc tại sao mà em đập đá khuya mà da em nó bị hói. Chị Chiên cho hỏi sao hói kìa. Kính thưa tất cả quý vị, đó là một câu chuyện rất dài và đau lòng. Mày kể ngắn thôi, mày không cần kể dài, không có thời gian đâu. Bạn. Em gội đầu bị rụng tóc. Trời ơi. Gội đầu bị giặt đồ do rụng tóc. Hợp lý. Cái đầu. Mới làm qua chị tặng cho anh sốt cạo đầu luôn đi cưng. Thôi tập trung đi mọi người, em thi đó. Quên, đang thi. Quên, em ơi, chị nói em nghe nè.
Em thừa nhận em là con trai giả gái như vậy rất là tốt, em hiểu không? Em không có thừa nhận, nó chỉ ép em thừa nhận. Ủa làm gì em cọc? Em cọc hồi nào? Nó chỉ chuyện gì em cọc? Cọc hồi nào? Thôi sao? Chị hỏi em có cọc không? Không có cọc. Em không cọc là sao em thuê nhà? À hiểu không? Có nghĩa là mình đi thuê nhà mình phải bớt tiền cọc á. À cọc. Em xin nhiều chữ quá ha. Thôi lạc đề rồi. Em ơi, bé nhỏ ơi, bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe phần nhận xét tiếp theo của Quơ Quang à. Quơ Quang cho rằng Pizza có muốn nói trước không? Bí lời lại đẩy qua tôi lắm. Em. Dạ em sao anh? Dẹt ra mẹ gặp năm xíu rồi. Sợ gặp lắm. Dạ. Từ lúc mà em tràn vào đây, anh cảm giác em như một cái làn gió độc. Nó... Gió độc à? Mẻ răng sợ. Độc lạ. Độc là... Làn gió độc nó làm trọc cái mái đầu em. Thì anh thích cái sự mà vừa ráp mà nó trào cái hóc môn nữ, dù em rất là con trai đàn ông. Nó trào ra và anh cảm nhận được cái hóc môn nữ đó trào vô con người anh. Anh rất là thích cái nét đó. Em rất độc và lạ, vỗ tay. Hay quá, hay thích quá. Vâng, rất cảm ơn Pizza. Qua lời nhận xét của giám khảo Pizza, tôi khẳng định Pizza nói đúng. Bạn là một làn gió mới. Qua bạn tôi cảm thấy là nó mang tới hương thơm ngào ngạt, bỗng làm cho Quơ Quang nhớ về ngoại của mình ở dưới quê. Những món ăn ngoại nấu vô cùng là hấp dẫn. Ê, và... Cảm ơn anh. Cảm ơn người thầy. Xin lỗi MC, Quơ Quang vẫn chưa nói hết ý của mình. Dạ tiếp tục nha. Và một điều quan trọng là ý của Quơ Quang rất giống với bà giám khảo ở đây. Trời ơi, nó không khác gì chứ anh. Anh nói gì thinh gì đó. Không trời. Khác gì luôn á. Ở chị cho em hỏi là bốn giám khảo này có đập đá không? À, chị không có. Bốn người này có đập đá bán cà phê giống em không? Không sao không, mà nhận xét chợ búa quá. Không có em. Em hỏi câu nữa là đá đập vô mặt em. Dạ. Mình bớt hỏi nha. Vâng, xin cảm ơn sự nhận xét của bốn ban giám khảo ở đây dành bốn cho... ban là bốn ban nào chị? Thấy có bốn người rồi chị. Chị nhầm. Dạ. Bốn vị giám khảo ở đây dành cho cô bé nhỏ này. Ba em gì mà nhỏ? Em cao hơn chị luôn á. Dạ mày muốn gì? Chị nói đi. Mệt ghê hà. Còn về bài rap vừa rồi thì bốn vị giám khảo cảm thấy như thế nào ạ? Good job, amazing! Như vậy thì... Chúc mừng em! Em đã được sự bình chọn của bốn vị giám khảo chọn em rồi. Bây giờ em ơi, em là một trong những thí sinh... Gì cọc, không có cọc mà. Quay qua nhìn chị. Em là một trong những thí sinh hiếm hoi được bốn vị giám khảo chọn một lượt như vậy. Vậy bây giờ... em sẽ về với đội nào hả? Em về đội chị á. Không, khùng quá, chị MC, chị không muốn luyện được. Em về đội nào? Không, em về đội chị á. Tao không muốn luyện được em ơi. Em về đội của chị á. Chị không muốn luyện được con bé này, nó nhanh dễ sợ lắm. Em vẫn về đội chị không nhìn ra em sao? Ủa, Dương Thâm Dạ. Ơn trời, chị nhớ ra em. Quen nhau hả? Bạn hả? Quen để vậy, cho em giải quyết nội bộ xíu. Khỏe không em? Em mới là người hỏi chị, dạo này chị khỏe không? Đau quá vậy, hơi đau thiệt á. Nó nghe nè, mấy năm trời mới gặp, tự nhiên bữa nay cơn gió nào mang em tới đây gặp chị ạ? À? Khỏi có giả lả đi, khỏi giả lả đừng có nhây, đập nguyên một cái cây lên đầu nha. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, gì bảo lực vậy? Sao vậy? Có gì đâu. Chúng ta đang thi mà. Ở yên đó, biết chuyện gì không mà nói. Không nói câu nào luôn. Cái con mẹ này, ngày trước á là quản lý của tôi là ca sĩ, bà nói là đưa tiền cho bà đi rồi bà quản lý. Sau đó bà đi book show, bà book show cho tôi, cái show đó bao nhiêu tiền? 200 triệu. Ừ, thì 200 triệu. Chị trả tôi bao nhiêu? 20 triệu. Bao nhiêu? 2 triệu. Bao nhiêu? 1.950.000. Có 50.000 mà bà cũng lấy cho bằng được. Trời ơi, sao vậy? Đó sao âm? Không phải, tại vì cái đó là em lấy tiền điện thoại. Nè, cái bà này đừng có xạo, tiền điện thoại gì bà toàn là bà nhá máy cho người ta, không có ai mà bà điện rồi bà nhá máy không. Khỏi luôn, biết rồi, lời hết rồi. Cái bà này đang bán cái cây ngoài chợ, ta nói hả, sắm sửa bộ đồ này kia cho đẹp rồi kêu là đưa tiền cho bà đi, vô đây làm ban giám khảo chút xíu nữa bà trả tiền cho cao lắm. Ủa, bán trái cây hả? Rồi đúng rồi, đang làm dưới nè, sách lên đây làm ấm khẩu có biết gì đâu. Trời, lương gạt tiền bạc của mình chắc chắn luôn nè. Cái gì? Tôi nè đang làm bảo vệ tòa nhà này luôn nè, tự nhiên đi ngang quắc tôi đây làm ban giám khảo. Nói là để giờ sếp chửi quá trời luôn. Lừa tiền, bây giờ nói là trả tiền hết. Tại rồi. Quá trời quá đất rồi. Giờ sao? Nói gì đi cô gái. Ủa nói gì? Ủa muốn tôi nói gì nữa? Thì lật mặt ra hết rồi. Ủa thì tôi lừa đảo đó. Tôi nè, tôi là bầu sâu giảm nè. Tôi chim quên mấy cái tờ lệnh về. Rồi bắt đầu tôi nhận số. Tôi nói láo nó dốc để tôi ăn tiền nè, rồi sao? Tôi vỗ mấy người vô đó rồi sao, em biết không ngu?
ủa lớn rồi, có chứng minh nhân dân hết rồi, không lẽ người ta xuống làm gì làm đó. Trời ơi, nói ăn nói ngang ngược vậy trời. Thấy chưa, thấy chưa nhỏ. Ê, tôi nói cho mấy người biết nha, giờ mấy người làm gì tôi. Tôi là đàn em của dân tộc chim đó. Ê, bà nói hồi nãy bà là một, tôi là tôi cho một viên gạch vô đầu. Bà nói là em của dân tộc chim hả, tôi cho bà 18 viên gạch lên đầu nha. Ê, bình tĩnh nha. Cái gì? Ê, tôi nói cho tôi biết. Bây giờ hả, thời đã đang tới, nước đẩy ra dòng thì tao phải bơi. Cá nó bơi đi, thuyền nó căng bờm, tụi bay không làm gì được tao đâu. Cộng đồng mạng sẽ can thiệp vào, sẽ cứu tao thôi. Cứu không nè. Cộng đồng mạng hả? Mấy người đàn bà gì? Ngước nhìn vào cái ngã ba, thấy gì chưa? Thấy cái điện thoại chưa? Cái điện thoại. Để tôi lật cái màn hình trước lại coi thấy cái gì chưa. Trời ơi, nãy giờ tôi để ở kẽ nách, tôi đã ghi hình lại hết tất cả rồi, khỏi chối gì hết á. Nè, lừa gạt tụi tôi hả? Bắt tụi tôi đưa tiền vô đây rồi bày đặt rồi lừa gạt lấy tiền tụi tôi hả? Giờ nè, trả tiền lại đây. Đây. Gì? Cứu hả? Đập bả luôn cho tôi. Để chờ sao? Trả tiền đi. Rồi, xe bánh giò của anh luôn á mọi người. Tôi là con gái, tôi là con gái. Tôi là con gái.